Dạ em xin chào anh em đam mê mai vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng và Bonsai Clip ngày của hôm nay á, thì em làm về quá trình xử lý một phôi mai tứ quý Có hoành thân khá khủng là hoành eo là 65 Thì hoành đế này như trong hình Cây đang nằm chỗ chính lọt lòng nha anh em Phủ bì khoảng mét á Cây này là khách gửi lại cho bên vườn em Làm lại phôi thay chậu và ghép thành phẩm giao vào Tết 2023 Dạ em rất là cảm ơn anh khách đã ủng hộ cây bên em và gửi lại cây vườn bên em chăm sóc dù anh em chưa gặp mặt và anh cũng chưa có ghé vườn em nhưng mà đã tin tưởng và giao một cái phôi mai tứ quý khá khủng này cho bên vườn em xử lý cái phôi tứ quý trong hình thì anh em có thể thấy là nó cái thời gian nằm chậu đã có rồi thì cái tượng non đã lên thì ban đầu là cái tượng non đó là dài khoảng 30 đến 40 cm rồi nha anh em. Tại vì quá trình ban đầu cắt á, thì em không có quay lại. Thì cây này á, nó mang ba cái vấn đề trên uh, phôi. Uh, ông anh kia ông gặp vấn đề đó và nhờ bên em xử lý dùm. Cái vấn đề đầu tiên á, thì anh em để ý cái chậu trong hình đó, nó không phù hợp với cây. Thứ nhất là nó quá lớn, thứ hai là nó quá nặng anh em. Cái uh, chậu mà có cây và chất trồng ở trong uh, video á, thì năm người thanh niên uh, khinh là rất là chật vật nha anh em còn nếu mà đem cái cây và chất trồng đi ra ngoài á, thì ba thanh niên mà bê cái chậu đó đi khoảng 5 mét rồi cũng rất là cực nhọc nói chung nó rất là nặng anh em mà cái diện tích của cái cây cái chậu đó cũng không có phù hợp với cây nuôi cây nó không có đạt nên anh khách nó nhờ là chuyển sang một cái chậu khác mà ảnh mua cái chậu bên em để thay vô luôn dạ cái vấn đề thứ hai á, là cái phôi này xử lý cũng chưa tới À, vấn đề à, xử lý chưa tới này thì anh em có thể xem cái mặt cắt thì à, vạc cũng à, chưa có khéo đối với những cái à, mặt cắt của tứ quý có diện à, có cái à, tiết diện mà bề mặt của cái mặt cắt lớn á. thì mình phải xử lý à, khéo một chút. Cái thứ hai à, là cái bộ đế nó dư ra hai cộng rễ nó không có tả được hết cái à, vẻ đẹp của cái à, bộ đế của cái cây khủng như thế này. Thì à, em có tư vấn lại cho khách và cắt bỏ hai cọng rễ dư đó thì chút xíu Rồi có quá trình cắt cái hai cọng rễ dư đó cho anh em xem cái vấn đề thứ ba đó là trong cái quá trình nuôi cái cây này thì không phải là cái cây nó yếu nhưng mà nó cũng không được sung nha anh em thì cái chất trọng nó có một cái lỗ bọng rất là lớn thì em để cái hình trên màn hình cho anh em xem để anh em tham khảo cái chất trồng mà nó bọng thì ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây thành ra khi mà khắp đó À, ghép vào thì dính nhưng mà sẽ rớt rất là nhiều bo thì anh em anh 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 khách đó, thì anh cũng nản và ảnh chuyển sang cho vườn bên em để xử lý cái pho này ghép và tạo hình thành phẩm luôn để Tết 2023 chuyển cho ảnh à, thì cái quá trình xử lý cái pho này khoảng 3 tiếng anh em nhưng mà em sẽ quay lại À, và tôi nhanh nói chung là tóm gọn lại cho anh em xem lại những cái quá trình nào là chính thôi những cái quá trình phụ thì em tôi nhanh và anh em xem để tham khảo có thể mình áp dụng với cái cây mai của mình để mình chơi cây mai tốt hơn nha anh em đặc biệt là đối với dòng túi ý có cái hoành neo khủng như thế này thì ban đầu là cắt lại những cái cành mà đã sống mà mình chừa lại những cái cành mà sau này có thể là mình dùng nó anh em cái quá trình thứ hai là như trên video tổng anh em đang đục lại cái mặt cắt rác cái mặt đều tròn lại ở phần trung tâm của cái mặt cắt thì cao hơn cái phần rìa ở ngoài thì tới quý nó mình xử lý như vậy thì tốt hơn anh em mà vàng cũng như vậy thôi thì nhiều cái clip trước em đã giải thích cái vấn đề này rồi À, mình có thể mình sử dụng cái uh, máy uh, lũa để mình làm ở trong cái uh, những cái vị trí nào mà mình đục khó khăn hoặc là mình đục mà có thể ảnh hưởng cho đến cái uh, uh, phần thân khác nha anh em, thì hồi nãy cái máy lũa em có quay cho anh em xem. Vậy sau khi mà mình uh, xử lý cái mặt cắt xong rồi á, thì uh, chuyển sang xử lý hai cái rễ dư. Hai cái rễ này nói là dư á thì uh, nó 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 cũng mấy nó tùy theo cái gu của mình thôi thì vì em với ông anh á thì thấy nếu mình cắt hai cái rễ này thì cái phôi này đẹp hơn lý do ở phần bên trong hai cái rễ nhỏ này có một cái phần rễ rất là lớn nó hoành nó khoảng 25 đến 30 anh em nó xoắn rất là đẹp thì chút xíu cưa hai cái rễ ra này thì anh em có thể thấy được cái phần rễ lớn bên trong thì có thể hình dung được lý do vì sao mà bên em cưa thì khi cưa cái này thì em cũng có báo với khách nha khách đồng ý thì em mới dám cưa do cái phần này là phần đề xuất ngoài thôi nhưng mà cưa ra thì cái cây nó đẹp hơn anh em ơi cưa xong thì hai cái rễ này vẫn dùng được nha anh em nếu mà trồng sống thì đóng bo vô có hai cái rễ tứ quý quái chơi rất là khá mình ghép dở xoắn hay là một số dòng bông độc lạ để chơi hoặc tặng anh em cũng được và dạ, một phố cái phần sau này thì em quay nhanh cho anh em xem tham khảo thôi. Thì bây giờ xử lý cái mặt cắt bằng mấy dựa máy lỗ Máy lũa lũ này trên thị trường thì khoảng 400 ngàn. Các mũi lũa thì khoảng 400, 400 mấy nữa tùy chỗ bán anh em. Thì cái máy lỗ này trên thị trường bán rất là nhiều. Anh em có thể tham khảo trên Youtube hoặc là trên Shopee thì bán rất là nhiều. Mình chọn đúng cái mũi lỗ là làm tốt thôi anh em thì anh em xem lại cái mặt cắt như thế này thì khá ổn hơn ban đầu nha anh em thì ở phần trong nó cao hơn phần ngoài thứ nhất là không động nước thứ hai là khi mà mình đóng bo này nó cũng dễ hơn nha anh em nhiều clip này em đã giải thích rồi nếu mà anh em có cái cách xử lý mặt cắt khác á, thì có thể comment ở dưới góp ý bên em sẵn sàng lắng nghe và nếu mà thấy hợp lý á, thì áp dụng cho cây của bên em em cảm ơn anh em rất là nhiều và nếu mà thấy hay á, thì có thể đăng ký kênh ủng hộ em em cảm ơn anh em cái tiếp keo trong hình là keo nhật 150 g giá khoảng 320 nha anh em thì mua ở sumo bonsai anh em có thể search trên mạng mở keo này nghe nói xài tốt nhưng mà nó hơi hao anh em ơi nó 150 g mà nó giá cao hơn cái tiếp dài kia và nó, nó, hơi dính đó nói chung là nó xài hơi hao hơn nhưng mà em nghĩ là chắc hiệu quả tốt hơn thì nó mất tiền hơn mà thì em nói vui thôi anh em bỏ qua nha Nhưng mà em thấy cái phần keo nhật này á Thì nó xài nó ổn định hơn những cái keo khác có trên thị trường Anh em có thể tham khảo và mình sử dụng trên những cây mà đắt tiền của mình Đây là cái cây đã xử lý xong nha anh em Anh em thấy cái rễ thì ra một cái cọng rễ khác xoắn rất là đẹp nha anh em Thì chắc keo xong rồi, vật đá xong Thì cái cây đã xử lý cái phần trên xong rồi nha anh em thì bây giờ chuyển sang cái chậu khác em sẽ quay lại cái quá trình này cho anh em xem thì anh em thấy do cái chậu này là một cái chậu chính lọt lòng thì do bên sản xuất làm cái lỗ thoát nước thì cũng nhiều nhưng mà cái ba dớ của nó nhiều quá thành ra mình chịu khó mình đục cái ba dớ ra và cái lỗ thoát nước nó to hơn chút đỉnh thì cái chất lượng thoát nước của nó tốt hơn anh em nếu mà có thời gian thì mình làm cái này mình tránh cái phần ống nước về sau nha anh em thì tiếp theo thì mình dùng cái miếng lót nhựa mình lót lại các lỗ thoát nước tránh cho chất trồng thôi anh em mình có thể mình sử dụng gạch mình kê cũng được nha anh em tùy theo mình có cái gì mình dùng cái đó thôi thì sau đó thì mình thêm chất trồng vào mặt đáy chậu thì theo cái độ cao của cái bộ đế kia mà mình có cái chiều cao của cái chất trồng trong chậu này khác nhau thì em xin nói thêm nói lại về cái chất trồng bên em dùng à, cái chất trồng bên em dùng á, là 50 phần trăm là cho chấu 25 phần trăm là chấu sống 25 phần trăm là sơ dừa thì chất trồng này bên em là khoảng pha khoảng 3 đến 4 lần trong năm tùy theo năm nha anh em tùy theo cái khối lượng mà mua được đó thì mua và trộn sẵn để đó để ngoài trời luôn để cho nó chung nó oai mục sẵn À, anh em thấy không anh em bỏ đó là cam thảo và tỏi nha anh em để uh, tạo vi sinh cho cái chất trồng của mình thì uh, nếu mà mình để uh, cái chất trồng mà qua mưa nắng một thời gian thì cũng có vi sinh nhưng mà mình bỏ như thế này thì cái vi sinh trong chất trồng thì nó có mau hơn thôi rồi cái mẹo dân gian nếu mà anh em thấy uh, nó không hợp lý thì có thể comment góp ý bên dưới này do bên em sử dụng quen rồi thì cũng chia sẻ là anh em anh em có điều kiện thì mình thử trên cái chất chồng của mình thì xem nó có hiệu quả hay không nói chung là bên em là làm thì có gì nói đó thôi mấy cái vấn đề này thì bây giờ chia sẻ rất là nhiều trên mạng rồi không có ai giống nghề nữa bây giờ là chủ yếu mua bán mai á là uy tín là chính thôi có cái đẹp và có uy tín là mua bán được nhiều chứ không phải là giống nghề như ngày xưa nữa nhanh em tiếp theo là cái quá trình mà đai cái cây lên để mình chuyển sang từ cái chậu này sang cái chậu kia nếu bình thường á giờ mình dùng ba lăng nó 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 tiện hơn em nhưng mà ba lăng nó bị hư rồi mà dịch giả này cũng không có sửa được thành ra sử dụng sức người thôi thì anh em đừng có cười mà đúng cái kỹ thuật á này mình phải sử dụng ba lăng thứ nhất là nó đỡ tốn sức hơn thứ hai là nó ổn định cái cây hơn nhưng mà trong quá trình dịch này có gì làm đó anh em ơi thì giờ cũng đi sửa cũng không có người để sửa nữa Tiệm đồ này nọ ở Sài Gòn cũng chưa có mở hết nha anh em Thì cái quá trình mà đai cái cây này lên Thì cũng có nhiều clip anh em làm rồi Thì không có hướng dẫn gì nhiều Mình kỹ chút xíu thì cái cây mình không có dập Không có bị ảnh hưởng nhiều thôi Quá trình này giống như anh em miền Tây thôi Là phụ công Ví dụ như ông anh này qua vườn mình làm Thì về bữa ông cần việc thì mình qua vườn ông phụ thôi mỗi người chút đỉnh sức rồi làm qua làm lại anh em chơi máy nhau không à thì do cái phô này trồng trong chậu rồi thì thực tế ở dưới như thế nào đó, thì anh em cũng không biết anh nha anh em thành ra đem lên rồi phải xử lý cái phần dưới nữa thì do mỗi nhà vườn có cách làm khác nhau á thành ra cũng phải xử lý lại theo cái ý của mình để mà mình trồng đạt nhất theo cái cách chăm sóc của vườn chứ cái cách của vườn khác á, mà đem qua cái vườn mình áp dụng thì nó cũng đạt được một trăm phần trăm cái hiệu quả nữa anh em thì đây là cái quá trình mà xử lý lại cái phôi ở phần dưới cái phần dưới này thì nhiều anh em có hỏi em á, là cái phần rễ mà cái rễ lớn mình khoảng ngón tay cái đâu lên nè thì khi mà mình cắt á là mình có nên là chét keo không keo mỹ tuyến hay là keo nhật gì đó thì cái, cái, cách làm mà vườn em hay làm á nè là không có nha nè thì em có ở trong video á là có cái phần rễ mà bên vườn vườn vườn, vườn cũ á người ta có chiếc keo lên nhưng mà cái phần đầu rễ nó ra rễ cám nhưng mà ít lắm cái phần mà cắt nó không có ra thì không có tiện để quay lại do cái cái, cái nhiều quá trình quá nên không có quay lại phần đó nhưng mà từ bên vườn của em là không có trái keo nha cái mặt cắt rễ nha anh em mặt cắt rễ nào mà hỏng trên mặt đất đó, mà không có uh, xử lý uh, không có ra rễ đó thì uh, không có thì mới chết keo còn cái mặt cắt mà ở dưới uh, chất trồng thì không nên chết keo nha anh em nhớ phần đó nó ra rễ uh, chứ nó không có bị hư đâu anh em cứ an tâm trừ khi mình chăm sóc bị thối rễ thì nó mới hư cái uh, rễ đó thôi thì uh, đem vô chậu uh, mới thì uh, chỉnh sửa cân chỉnh rồi xem xét cho nó cân lại đối với cái chậu mới thì chậu mới trong hình là một chậu đá mài có đường kính lọt lòng mà 90 nha anh em thì nói chung là cái vấn đề mà vô chất trồng này thì mình kỹ chút xíu là mình tránh được cái việc mà hỏng cái bị chất trồng nó bị hỏng như hồi nãy cái đầu clip á thì anh em có thể xem là cái chất trồng cũ của cái vườn kia là nó bị bị lủng một lỗ lớn mà gọi là bọng anh em thì mình xử lý mình nhét kỹ vào những cái vị trí nào mà nó bị mà chống để tất cả các rễ tất cả các vị trí mà tiếp xúc giữa cái phôi và cái chất trồng là nó tiếp xúc một trăm phần trăm nha anh em thì nếu mà làm được cái điều đó thì mình tránh cái việc mà rễ nó không tiếp xúc với chất trồng thì nó chết nó khô nó chết anh em thì cái vấn đề là mình kỹ hai cái thứ nhất là mình làng cái chất trồng bằng tay cái thứ hai là mình xịt nước thì kết hợp hai cái thì cái chất trồng nó mới lãng mới mới lan được tính từng cái vị trí của cái phôi nha anh em nếu mà cái trường hợp mà cái cây phôi nó nhỏ đó, ví dụ như cỡ hai ba mươi hoành thì nó dễ hơn còn những cái phôi lớn như thế này thì những cái lỗ hỏng của nó rất là nhiều và nó cũng phức tạp thành ra mình làm kỹ chút xíu thì sau này thì cái cây nó sẽ phát triển và sinh trưởng tốt hơn anh em À, clip hơi dài á, thì à, em cảm ơn em đã xem đến phần này. Nếu mà có nhu à, cầu về mang vàng á, thì có thể liên hệ em qua YouTube à, hoặc là qua Zalo 0938934323 hoặc là qua Facebook của em ở dưới cái phần mô tả video á.